Nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Hải An sinh ngày 1 tháng 4 năm 1971 tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Ông là con trai út của nhà giáo nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn toán trước đây, chuyên viên chỉ đạo môn toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiều năm là trưởng đoàn thi Olympic toán quốc tế IMO của Việt Nam những năm đầu tiên. Lê Hải An có hai người anh là Lê Hải Khôi, Lê Hải Thanh. Ông tốt nghiệp trình độ kỹ sư địa vật lý, Đại học thăm dò địa chất Moscow, Cộng hòa Liên bang Nga, trình độ thạc sĩ dầu khí, Đại học tổng hợp Brunei, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ dầu khí, Đại học Heriot, Watt, Vương quốc Anh. Nguyên Thứ trưởng từng là học sinh các trường nổi tiếng như Trung học cơ sở Chân Vương, chuyên toán, Trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, chuyên hóa. Tháng 1 2006 âm 1 2011, ông được bổ nhiệm trưởng phòng hợp tác quốc tế, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Tháng 1 2008 âm 6 2011, trưởng khoa dầu khí, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Năm 2005 đến 2010, phó bí thư đảng ủy khoa dầu khí, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Năm 2010 đến 2015, bí thư đảng ủy khoa dầu khí, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Tháng 1 2011 âm 3/2014, phó hiệu trưởng, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Năm 2010 đến 2018, đảng ủy viên BKH đảng bộ trường, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Tháng 1 2013-2018, giám đốc trung tâm nghiên cứu môi trường địa chất, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Tháng 3 2014-2018, hiệu trưởng, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Tháng 6 2014-2018, bí thư đảng ủy đảng bộ trường, trường Đại học Mỏ, Địa chất, Hà Nội. Ngày 3 tháng 11 năm 2018, tại quyết định số 1475 QĐ-TTG, Thủ tướng đã điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Hải An, hiệu trưởng trường Đại học Mỏ, Địa chất, giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.